Mẫu đầu tuổi Dương xin kính chào quý khách hàng. Vâng, rất vui khi lại được gặp lại quý khách hàng trong buổi review giới thiệu những chiếc xe mới về của Chính Mẫu đầu tuổi Dương. Ngày hôm nay thì tiếp tục lên sóng em Việt lại giới thiệu với các nhà mình một mẫu xe phân khúc hạng A, form dáng nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, chạy thì bền bỉ, lành xe mà tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo trì bảo dưỡng cực kỳ rẻ luôn các bác nhé. Chi phí bảo trì bảo dưỡng cực kỳ rẻ luôn. Và đây là một trong những chiếc xe mà rộng rãi nhất trong phân khối A. Em giới thiệu với cả nhà mình đây là một chiếc xe Hyundai i10. Hyundai mời được sản xuất vào năm 2014 phiên bản số sàn trang bị động cơ 1.0 và chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Em đang chào bán với giá chỉ có 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng mà vẫn còn thương lượng cho các anh mình nhá. Đó. Về vấn đề chất lượng xe thì em cam kết bằng văn bản cho các anh mình là không lâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Cột kèo keo chỉ, máy số quản zin. Về vấn đề thủ tục pháp lý em bao trọn đời cho các anh mình. Được chưa ạ? Và i10 bản đủ thì được trang bị 4 la răng đúc trang bị phanh ABS rồi là xi nhan trên gương đèn lộ thông minh đó là bản đủ được trang bị nhiều hơn phiên bản thiếu các bác nhá đó và sau đây thì em việt xin phép đi một vòng tổng thành phong dáng cho các anh mình xem tham khảo mẫu xe này các anh nhà mình mà quan tâm hay có nhu cầu muốn xíu chiếc xe này rồi em mời các bác về với em việt có một địa chỉ duy nhất đó là lô 49.131 đại lộ võ nguyên giáp khu đô thị tây nam cường phường tứ minh thành phố hải dương để xem xe test xe cũng như là chạy thử xe các bác nhà mình mở xa mà ngại di chuyển đi lại Có thể alo cho em qua số hotline 0969 625 825 Em sẽ có chương trình ship xe toàn quốc Ship xe đến tận nhà cho các bác nhà mình xem xe Test xe cũng như là chạy thử xe tại nhà Được chưa ạ Và sau đây em xin phép đi giới thiệu chi tiết chiếc xe này Cho các bác nhà mình xem Về phần đầu xe thì như các bác nhà mình có thể nhìn thấy Phần logo thì cũng được mã chrome sang bóng Và xe thì được trang bị cụm đèn pha đây các bác này Đó cặp đèn pha đây Đã được bác chủ cũ lên đèn bi rồi đã được bác chủ cũ lên đèn bi rồi đó cặp đèn pha trong vắt không hề hiện tượng vẫn đục máu theo năm tháng mặc dù đã sau gần gần 10 năm sử dụng hơn 9 năm rồi các bác nhá 24 năm 2023 9 năm sử dụng rồi đó vào đây ạ xe cũng được trang bị cả đèn gầm các bác nhá xe cũng được trang bị cả đèn gầm rồi đó hai bên thì phải là như nhau tất cả tình trạng của xe là nguyên di nguyên bản không hề hiện tượng vẫn đục máu theo năm tháng đó, đèn gầm cũng được trang bị chiếc xe phân khuộng A thôi phân khuộng A thôi nhưng được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá nhập khẩu nguyên chiếc mở trang bị rất nhiều tính năng hiện đại và phần thân xe được trang bị 4 la răng đúc dạng đa chấu 4 la răng đúc dạng đa chấu trang bị cả phanh nga bét trong bộ cơ toàn đó phanh nga trong bộ cơ toàn và lốp thì một dàn lốp Michelin giấy bịch bác chủ cũng mới thay một dàn lốp Michelin đó, bác chủ cũng mới thay giấy bịch luôn và xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương bằng giải đèn nét các bạn nhá xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương bằng giải đèn nét viền chân kính và tay nắm cửa thì cũng được mã chrome sang bóng và được tích hợp cả chìa khóa thông minh tích hợp chìa khóa thông minh trên tay nắm cửa khi các bác nhà mình cầm chìa khóa bên người rồi đi gần đến xe bấm vào nút này cửa tự mở không phải rút chìa khóa ra các bác nhé đó một chức năng rất chi là tiện ích đó, rất chi ưu việt và vào bên trong xe đấy ạ táp lô được phối hợp hai màu được phối hợp giữa màu đen và màu ghi tạo nên một chiếc xe cực kỳ là khỏe khoắn các bác nhé và sang trọng gương kính chỉnh điện cục điện các bác ạ xe đã trang bị gương kính chỉnh điện cục điện rồi ghế da phối hai màu đó và vô lăng được tích hợp bằng phím các bác nhé vô lăng tích hợp bằng phím đây các bạn nhìn em vô lăng có đẹp không ạ? Đó, vô lăng sau uh, 9 năm sử dụng rồi. Mà các bạn nhìn thấy thấy em này. Đây là cái góc 3 giờ. Và đây là mặt phím của anh. Và đây là góc 9 giờ. Chưa hề có hiện tượng mòn bóng các bác nhá. Chưa hề hiện tượng mòn bóng. Xe chạy rất ít các bác ạ. Và xe nó trang bị màn hình. Đó, màn hình camera rồi. Và cam hành trình bác chủ cũng độ rồi. Cam hành trình cũng lên rồi. Đó các bác nhá. Và xe trang bị đầy lỗ thông minh sẽ tốt. Đầy lỗ thông minh sẽ tốt. Và tất cả tình trạng của xe các bác đánh giá giúp em. Đó, 24 sau gần 9 năm sử dụng rồi mà phải nói là rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp luôn các bác ạ. Đó. Riêng về vấn đề chất lượng xe, em cam kết bằng văn bản cho các bác mình là không đâm xô, không tên lại, không ngầm nước. Cột kèo cao chỉ, máy số còn zin. Đây các bác này. Tất cả những đường cao, đường chỉ của cánh cửa này. Đó, keo chỉ còn zin. Về vấn đề thủ tục pháp lý, em bao chọn đời cho các bác mình, được không ạ? Phần cuộn A, một trong những chiếc xe rộng nhất trong phân khúc các bác nhá. Rộng nhất trong phân khúc và hàng ghế phía sau đây ạ đó một chiếc xe bác chủ phải nói là quá yêu xe các bạn ạ à, các bạn nhìn tất cả những chi tiết của xe còn rất xe đẹp đó còn rất xe đẹp các bạn nhá đó tất cả tình trạng đây giá chỉ có 235 triệu đồng thôi vẫn còn thương lượng cho các anh mình và đây là keo chỉ tất cả những đường keo chỉ của cánh cửa các bác nhá không mất đi đâu một phân keo chỉ nào đó máy quản zin các bác ạ đó keo chỉ không mất một phân máy quản zin về vấn đề thủ tục pháp lý em bảo chọn đời Nhá các bác nhá và về phần đuôi xe đây ạ xe cũng được trang bị cả mấy nuôi cảnh báo va chạm sớm các bác nhá cảnh báo va chạm sớm rất chi là an toàn khi các bác nhà mình mà lùi xe đến gần chướng ngại vật rồi nó sẽ báo lên cho các bác nhà mình biết đó nó sẽ kêu lên cho các bác mình biết là có chướng ngại vật đằng sau và đây phân khuộng a nhưng cái cốp đằng sau tương đối rộng các bác ạ đó cốp đằng sau tương đối rộng các bác nhá và đây tất cả những đường chỉ của cốp đít này các bạn này đó, chỉ cốp đít đây rồi là ốc cabo này đó các bác nhá tất cả tình trạng là nguyên di nguyên bản đó các bác ạ đó, không có một lỗi gì cả cam kết văn bản cho các bác mình luôn các bác nhà mình mà đang có nhu cầu hay muốn sở hữu chiếc xe này rồi em mời các bác về với 91 Auto Hải Dương. Có một địa chỉ duy nhất đó là lô 49.131, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe cũng như là chạy thử xe. Các bác nhà mình mở xa mà ngại di chuyển đi lại có thể alo cho em Việt qua số này 0969 625 825. Em sẽ có chương trình ship xe toàn quốc, ship xe đến tận nhà cho các bác nhà mình xem xe, test xe cũng như chạy thử xe tại nhà. Đó, keo chỉ kính cửa các nhá. Đó, một chiếc xe rất chi là vừa tiền Loanh quanh hơn 200 thôi Loanh quanh hơn 200 thôi mà đã có ô tô 5 chỗ ngồi rồi Ô tô 5 chỗ ngồi cả gia đình mình đi Đó các bác nhá Điều hòa hai chiều nóng lạnh đầy đủ Đề lỗ thông minh xe tốt Màn hình cam nồi cam hành trình Không thiếu một thứ gì cả Vâng Vừa rồi thì em cũng đã đi giới thiệu review Chi tiết kỹ càng nội ngoại trang thiết bị trên chiếc xe Hyundai i10 Sản xuất 2014 Số sàn cho các bác nhà mình xem và tham khảo rồi Sau đây em sẽ đi giới thiệu lốt phần động cơ cái phần động cơ nó là cái phần quan trọng nhất của chiếc xe Chiếc xe nó có bền bỉ hay không Nó khỏe mạnh hay không Thì cái phần động cơ này nó đánh giá lên các bạn này Đó các bạn nhá Em sẽ mở khoa động cơ này lên Đó Và đây ạ Tất cả tình trạng đầu xe nhá Em sẽ quay cho các bác mình xem Từ ngoài vào trong Từ con ốc cabo này các bạn này Ốc cabo là nguyên zin này Chưa hiện tượng tháo mỏ này Keo chỉ này à, Nguyên zin các bạn nhá và đến phần ụ giảm sóc và phần tai đẹp bên người lái đó các bạn nhìn này nếu như một chiếc xe mà có bị đâm xô hay bị tai nạn thì nó sẽ bị những chi tiết ngoài vào trong các bạn nhớ do nên em sẽ quay từ những chi tiết bên ngoài cho các bạn mình xem nó có bị hay không đó đây và ụ giảm sóc tai đẹp bên phụ và ốc camo tất cả là nguyên zin các bạn nhớ và đây ạ khơi khoang động cơ sau 9 năm sử dụng đời các bạn này khô cong không có hiện tượng gì dầu gì mỡ gì cả các bạn nhá khô cong không chưa có hiện tượng gì dầu gì mỡ gì cả đó các bác nhìn của em này Đẹp chưa Và đây tất cả này Tình trạng này Đó Rất đẹp các bác nhá Rất đẹp Để mà nói một con đời 24 Mà như thế này Phải nói là rất đẹp Rất cứng xe Đó Hyundai i10 Vâng Vừa rồi thì em giới thiệu Cho các bác mình Hyundai i10 2014 Số sàn Động cơ 1.0 Nhập khẩu Ấn Độ Bác nào mà đang xem video của em Mà chưa đăng ký kênh Chưa follow kênh Cho em xin một lượt đăng ký Một lượt follow Để không bỏ lỡ những video chi tiết cụ thể Mỗi khi nhé em qua xe mới về Vâng Xin cảm ơn các bác mình rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại